9 cách nhìn người thấu tâm can của người xưa giúp bạn nhận ra ai thực sự là người đáng tin trong cuộc đời. Người xưa dạy, khi kết giao bạn bè hay hợp tác làm ăn với người khác, đều phải hiểu rõ về họ, xem họ là người như thế nào. Sau đây là 9 cách để nhận biết phẩm chất đạo đức của một người, lưu truyền ngàn năm của triết gia. Thứ nhất, khoảng cách giúp nhìn ra độ trung thành. Để nhận biết một người có trung thành với mình hay không, có thể dùng cách xa lánh một cự ly thích hợp là sẽ biết rõ. Khoảng cách là thước đo mối quan hệ tốt xấu của hai người, có thể giúp hiểu nhau hơn nếu như tình cảm giữa hai người đủ mạnh, có cùng mục tiêu và sự giống nhau về lý tưởng thì mối quan hệ giữa họ sẽ không bị trói buộc bởi khoảng cách và thời gian. Ngược lại, nếu như mối quan hệ giữa hai người duy trì dựa vào lợi ích và địa vị thì lâu dần khoảng cách sẽ kéo họ ra xa nhau. Mối quan hệ cũng tự nhiên trở nên không thân thiết nữa. Thứ hai, thân cận giúp nhìn ra giáo dưỡng. Cố ý tiếp cận gần gũi và quan sát có thể thấy một người có phải là có giáo dưỡng hay không. Điều mà người ta gọi là lâu ngày mới biết được lòng người chính là hai người ở cùng một chỗ, lâu ngày sẽ hiểu hết về ưu điểm, khuyết điểm và cách giáo dưỡng của đối phương. Ngay cả trong cách nói chuyện, có thể quan sát lời nói của người đó có thô tục, cử động bất nhã, có lễ phép hay không, sẽ biết được người đó có giáo dưỡng hay không. Hai người kết giao nhiều năm, mối quan hệ sẽ trở nên ngang hàng bình đẳng. Trong mối quan hệ bình đẳng, lễ phép, tu dưỡng, kiến thức của một người có thể càng hiện rõ ra trước mắt đối phương. Nếu như trong kết giao nhiều năm, một người luôn cung kính, luôn khiêm tốn đối đãi với mọi người, thì người đó đã đánh giá để kết bạn. Thứ ba, sự vụ phức tạp giúp nhìn ra năng lực. Dùng sự vụ phức tạp có thể nhìn ra năng lực của đối phương. Cách này phù hợp để áp dụng cho người cấp trên cần xem xét đánh giá cấp dưới, có thể đem vào một công việc phức tạp nào đó giao cho người mình cần đánh giá, xem người này có giải quyết hợp tình hợp lý được không, có sắp xếp được ngay ngắn rõ ràng hay không, từ đó đánh giá được năng lực của họ. Người có năng lực có thể chia thành hai kiểu là năng lực và khả năng chịu áp lực. Thông thường, độ cao thấp của năng lực của một người thường thường có thể hiện ra khi họ đang phải chịu áp lực. Áp lực sẽ làm rối sự phán đoán và hành vi của một người. Nếu như trong hoàn cảnh áp lực cao mà người đó vẫn nghĩ được ra một phương pháp phù hợp thì đó là người có năng lực không kém. Thứ tư, vấn đề bất ngờ giúp nhìn ra mưu trí. Đột nhiên tra hỏi một sự tỉnh táo nào đó sẽ giúp nhìn ra khả năng mưu trí của đối phương. Vấn đề này không cần phải quá bén nhọn, hóc búa, cũng không phải quá nhạy cảm. Chỉ cần khi đang nói chuyện, lập tức chuyển sang vấn đề khác để họ có thể đủ nhận biết được người đó có phải là linh hoạt nhanh trí hay không. Vấn đề bất ngờ, ngoài việc giúp nhìn ra trình độ, trí lực của một người, mà còn giúp nhìn ra tốc độ phản ứng và khả năng khống chế cảm xúc của người đó. Câu trả lời của đối phương trong tình trạng tiếp nhận vấn đề bất ngờ cũng không nhất thiết chú trọng vào đúng hay sai, mà mấu chốt là người đó phản ứng kịp thời, đưa ra được đáp án phù hợp là được. Thứ năm, đề nghị giúp đỡ gấp, giúp nhìn ra lòng tín nghĩa và danh dự. Sự tình xảy ra sẽ luôn khiến mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, đừng ngại gọi điện thoại cho bạn bè để đề nghị được giúp đỡ, từ đó xem họ có thể đồng ý hay không và xem họ có làm được những lời hứa hay không. Cách này chủ yếu để khảo sát trong hai trường hợp. Một là việc đó phải nằm trong khả năng của họ. Hai là bạn phải có chỗ đứng tương đối quan trọng trong lòng họ. Thứ sáu, tiền bạc nhìn ra nhân nghĩa. Tiền tài là cách trực tiếp để khảo nghiệm năng lực ý chí và
phẩm hạnh của một người, đồng thời cũng là khâu thường xuyên xảy ra vấn đề nhất trong quan hệ giữa con người với con người. Không ít bạn bè tốt bởi vì vay tiền, trường kỳ không trả hoặc không có khả năng hoàn lại mà dẫn đến tuyệt giao. Tiền tài tuy là vật ngoài thân nhưng lại là vật đảm bảo cuộc sống yên ổn căn bản của mỗi người. Cho nên dù là bạn bè tốt thì tiền tài vẫn phải tính toán rõ ràng. Thứ bảy, thời khắc hoạn nạn nhìn ra tiết tháo. Đời người có lúc lên xuống, ở vào lúc hoạn nạn, đừng ngại tâm sự chia sẻ với bạn bè. Nếu là người bạn chân chính, họ sẽ lắng nghe và cho bạn ý kiến mang tính xây dựng, đề nghị giúp đỡ thật lòng chứ không bắt đầu xa lánh bạn. Người ta nói có hoạn nạn mới thấy chân tình. Một người lúc ở trên đỉnh núi vinh quang sẽ có vô số người ở bên cạnh mình, nhưng ở vào thời khắc hoạn nạn mới biết đâu là người chân tình, đâu là người bạn tốt, có tiết tháo. Thứ 8, rượu giúp nhìn ra lễ nghi và tư thái. Một người khi uống rượu vào sẽ khiến năng lực kiểm soát bị giảm xuống. Mỗi người sau khi uống rượu sẽ có những biểu hiện không giống nhau. Vì vậy, dùng rượu có thể nhìn ra suy nghĩ và phẩm đức của đối phương. Thứ 9, từ nơi gặp gỡ có thể nhìn ra cách đối nhân xử thế. Khi tiếp xúc với một người có thể không cùng giới tính, không cùng chức nghiệp, thân phận sẽ giúp nhìn ra cách đối nhân xử thế của họ. Giao lưu tiếp xúc với một người chính là thể hiện năng lực cơ bản của đối nhân xử thế. Có thể xử lý tốt hay không, không chỉ là vấn đề năng lực cá nhân mà còn là có quan hệ mật thiết với cách đối đãi của họ. Ví dụ, cùng họ ngồi ăn cơm, chỉ cần nhìn cách ăn uống, tư thái dáng vẻ ngồi là có thể hiểu đôi phần về cách đối nhân xử thế của họ. Tiếp đến là ba điều khiến người quân tử luôn khác biệt với kẻ tiểu nhân. Giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân luôn có sự so sánh phân biệt rõ ràng. Xưa nay, bậc quân tử luôn là mẫu hình mà nhiều người đều muốn hướng đến. Nhưng như thế mới là quân tử. Phân biệt quân tử với tiểu nhân ra sao luôn là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc. Nhân cách của người quân tử thể hiện ở ba điểm: ba hổ thẹn, ba không và ba sợ. Đây chính là tiêu chuẩn của người quân tử, đồng thời cũng là điểm khác biệt giữa quân tử và tiểu nhân. 1. Người quân tử nói chuyện có ba hổ thẹn. Khổng Tử nói là người quân tử thì có ba điều hổ thẹn. Chưa đến lượt nói mà đã nói là nôn nóng, hấp tấp. Đến lúc nói mà lại không nói là che giấu, lấp liếm. Chưa nhìn thấy sắc mặt người nghe mà đã nói là mù quáng. Chưa đến lượt đã cất lời chính là hành động của người nóng vội. Muốn thể hiện mình không khiêm tốn, nông cạn và sốc nổi. Lời nói như tranh cướp hết phần người khác, nói quá nhanh, quá nhiều, quá dai chính là biểu hiện của sự kém tu dưỡng, ít giáo dục. Người quân tử luôn tránh xa điều ấy. Trước khi nói thường lắng nghe, nghe kỹ, đến lượt mình thì suy nghĩ mấy lần mới cất lời. Lời tuy ít nhưng giá trị. Đến lượt mình nói nhưng không cất lời cũng là một cực đoan khác. Nó thể hiện sự lúng túng, khó xử, băn khoăn, không có khí chất. Nghiêm trọng hơn, nó còn thể hiện rằng người ta có lời dối trá, muốn che giấu không dám bộc lộ công khai. Người quân tử luôn ứng xử quang minh chính đại, đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất, khẳng khái đứng giữa gầm trời, không sợ hãi, không lo lắng. Nếu có lời đáng nói họ sẽ dốc cạn lòng, không phải rào trước đón sau. Chưa thấy sắc mặt người nghe mà đã nói cũng là một điều nguy hiểm. Trước khi phát ra lời nói, cần phải luôn giữ được lễ, tự kiềm chế bản thân. Nếu nói ra những lời thị phi gây thương tổn, nói ra những lời kiêng kỵ thì có thể khiến người nghe khó chịu, buồn bực, thậm chí phẫn nộ và tức giận.
nói mà không nghĩ cho người, không để ý đến cảm xúc của người nghe chính là biểu hiện của sự ích kỷ và tùy tiện. Những người ấy chỉ cần sự thoải mái, khoái khẩu nhất thời cho bản thân. Ngoài ra mọi chuyện với họ không quan trọng. Người quân tử thì thái độ khoan hòa, ăn nói chừng mực, không phát ra lời thị phi, chỉ nói những điều nêu trên. Họ cũng tôn trọng cảm xúc của người nghe, lời nói ra còn có sự an ủi, hòa ái, người nghe được cảm thấy dễ chịu muôn phần. Đó chính là sự tu dưỡng cao nhất trong giao tiếp, nói năng vậy. 2. Người quân tử làm việc có 3 không. Có câu quân tử bất vọng động, động tất hữu đạo, ý rằng quân tử không hành động mù quáng, hành sự thì đều chiểu theo đạo lý. Họ đối với mình cũng vô cùng nghiêm khắc, biết tự kiềm chế dục vọng, biết tự sửa mình, luôn luôn hướng nội tìm sai. Điều này khác hẳn với kẻ tiểu nhân, chỉ cần trục lợi cho mình, bất chấp hành vi thủ đoạn. Kẻ tiểu nhân vốn có đạo ở trong lòng, không có đường biên giới, nên có thể làm chuyện sằng bậy, gây điều thị phi mà không cảm thấy đắn đo nhiều. Người xưa dạy, quân tử bất cầu cầu, cầu tất hữu nghĩa, ý là quân tử không truy cầu tùy tiện. Cầu điều gì cũng đều làm theo việc nghĩa. Nghĩa chính là điểm phân biệt lớn nhất giữa quân tử và tiểu nhân. Quân tử trọng nghĩa, còn tiểu nhân thì hám lợi. Không phải người quân tử ghét bỏ tiền bạc, của cải, mà đó đều là cái của cải chính nghĩa, được làm ra một cách chân chính. Khổng Tử nói, kiến nghĩa bất vi vô dũng dã, tức thấy việc nghĩa không làm thì không phải là kẻ dũng. Người quân tử có dũng khí lớn bởi họ luôn làm việc nghĩa, luôn giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Quan Vũ là một anh hùng nổi tiếng thời Tam Quốc, ông được người đời nhớ đến nhiều nhất bởi chữ nghĩa này. Chuyện kể rằng khi Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại, Quan Vũ đơn thương độc mã cầm quân chống trả, bị vây tứ bề, địch tìm cái chết. Tào Tháo mến tài, cho người dụ hành ông. Quan Vũ khẳng khái đề ra 3 điều kiện, trong đó có nói nếu biết Lưu Bị ở đâu thì sẽ từ biệt Tào Công, đến tìm anh mình bằng mọi giá. Tào Tháo chấp nhận. Khi về dưới tướng Tào Tháo, Quan Vũ rất được ân sủng. Tào Tháo sai người mang mỹ nữ vàng bạc đến thưởng cho ông. Ông không nhận. Tào Tháo thưởng chiết bào, tặng ngựa quý xích thố. Quan Vũ cũng không động lòng. Tào Tháo đãi Quan Vũ 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một tiệc lớn, lại cấp ấn phong hầu, ân sủng hết mực. Thế nhưng khi nghe được tin Lưu Bị đang ở Hà Bắc với Viên Thiệu, Quan Vũ nhất quyết từ tạ ra đi, không gì cản nổi. Qua năm Ải chém 6 tướng, đi vào lịch sử như một tấm gương về nghĩa khí, trung nghĩa. Do đó người quân tử làm việc luôn cân nhắc đến yếu tố đầu tiên là đạo nghĩa. Tấm lòng của họ phóng khoáng, khoáng đạt, không bị vật chất làm lóa mắt, mờ trí. Hành động của họ lỗi lạc, quang minh, có trước có sau, không phụ người có ơn, cũng không quên thân tình cũ. Kẻ tiểu nhân không thể nào mong có được những phẩm chất ấy. Quân tử bất hư hành, hành tất hữu chính, nghĩa là quân tử không làm việc tùy tiện, làm việc tất phải chân chính. Tùy tiện thì đã chính là kẻ tiểu nhân. Người quân tử là tùy duyên, tùy tâm hành động. Tùy duyên có nghĩa là thuận theo đạo lớn, không cố chấp mưu cầu, còn tùy tiện chính là tự do như ý, lúc thì một mực truy cầu, lúc lại buông xuôi chán nản. Trước khi làm việc gì, người quân tử luôn suy xét kỹ việc đó có chính đáng hay không, có lợi cho người khác, có làm hại ai không. Khổng Tử từng dạy, kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, ý rằng điều mình không muốn, chớ làm cho người. 3. Người quân tử có 3 sợ. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử viết, quân tử hữu tam úy, úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân chi ngôn, đại ý rằng người quân tử có 3 điều lo sợ,
sợ mệnh trời, sợ lời nói của người đức cao vọng trọng và sợ bậc thánh nhân. Chữ úy sợ ở đây không phải là sợ hãi, sợ sệt theo kiểu tiêu cực, mà đó là tâm thái khiêm tốn, nhún nhường, khiêm cung, như trong câu hậu sinh khả úy, kẻ hậu sinh đáng nể. Vì biết kính sợ mệnh trời nên người quân tử mới tự ước thúc đạo đức của mình, không làm chuyện thị phi, điều bất nghĩa. Sợ mệnh trời không phải biểu hiện của sự nhu nhược, yếu hèn, mà chính là thể hiện một trí huệ siêu việt, biết được thiên lý, đạo lớn của vũ trụ, chiều theo sự an bài của trời mà tu thân làm việc nghĩa. Người quân tử cũng luôn luôn học hỏi không ngừng, dù người khác gọi họ là đại nhân, quân tử, anh hùng, họ cũng không vì thế mà tự cao tự đại, cho mình là nhất. Họ luôn noi gương các bậc thánh hiền, chiều theo đạo đức của cổ nhân mà hành xử, tu thân dưỡng tính. Còn kẻ tiểu nhân thì